Nhà đầu tư xanh muốn trở thành vua hải tặc, đô đốc bỏ lục combat với cư hồng bao và Yamato, Sabo và các thủ lĩnh giải cứu thành công Kuma, và còn những chi tiết quan trọng nào đã được tiết lộ trong chapter 1054 mới nhất. Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với Oan Mùa One Piece. Không để anh em đợi lâu nữa, ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về tất cả những chi tiết có trong bản full spoiler 1054 nhé. Tên chương: Hỏa Đế. Trang màu đôi là hình ảnh của bốn tứ hoàng hiện nay, bao gồm ông chú bị tật xanh, dâu đen, Luffy và tổng thống hề Baki. Sau bao nhiêu đồn đoán về trái ác quỷ của đô đốc bò lục, thì thông tin đầu tiên trong chapter này đã tiết lộ, đó là trái Mori Mori no Mi. Mori có nghĩa là rừng và nó là hệ Logia. Sau time skip thì có vẻ như sức mạnh của trái ác quỷ hệ Logia sắp đi vào dĩ vãng. Điển hình là sự xuất hiện của hàng loạt trái doan thần thoại cũng như những loại haki cấp cao, thì bác Oda đã phải lấy lại thế cân bằng. Trước đó là hốt xác hai Okaban, King và Queen với trái ác quỷ tương tự hệ Paramecia hoặc hệ doan thần thoại nào đó. Thôi thì sau vụ trái cao su của Luffy biến thành trái doan thần thoại thì chúng ta cũng quá hiểu bác Oda rồi. Hệ Logia là hệ với những sức mạnh tự nhiên như lửa, ánh sáng, băng tuyết hoặc bùn. Có vẻ như trái ác quỷ của đô đốc bò lục này cũng thuộc một loại đặc biệt giống như trái bóng tối của dâu đen. Chuyển cảnh tới Wano, kết thúc chương 1053 thì chúng ta thấy rằng có vẻ như vị đô đốc này đang nhắm đến cái đầu của Luffy để lập công với idol Akainu của mình. Tuy nhiên trong bản spoil tiết lộ, những người chạm trán đầu tiên với đô đốc này đó là nhóm cửu hồng bao. Sau đó Yamato lao vào gõ nhẹ cái chùy lên đầu của ông ta. Chưa rõ nguyên nhân khiến hai bên combat với nhau, nhưng Wano trước giờ vẫn chính sách bế quan quả cảm nên không có nhiều thông tin về thế giới bên ngoài, nên cũng có thể không biết Ryokiru là một đô đốc. Sau đó thì Momonosuke xuất hiện và ngăn cản hai bên giao chiến. Dù sao thì Momo bây giờ cũng là người đứng đầu Wano nên phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chuyện gì giải quyết êm xuôi được thì phải giải quyết, chứ không phải lúc nào cũng dùng sức mạnh để xem thằng nào đúng thằng nào sai. Thông tin tiếp theo là một trong những nhân vật bí ẩn nhất One Piece, tứ hoàng xanh tóc đỏ. Anh ta và đồng đội đang ở gần Wano và có vẻ như muốn gặp lại Luffy. Tuy nhiên anh ta đang đụng độ với fan club của nhóm mũ rơm, đó là Bartolomeo. Khá bất ngờ khi người dẫn chuyện nói rằng xanh muốn cho Bartolomeo đăng xuất khỏi One Piece. Mặc dù không nói nguyên nhân, nhưng có thể là do một phút chơi lớn mất mẹ cuộc đời của thanh niên Bato lồng về. Tại chapter 875 có hình ảnh của thanh niên này đốt cờ hải tặc của băng hải tặc tóc đỏ đang cai trị, để thay vào đó là lá cờ hải tặc của băng mũ rơm, trước sự bất ngờ của mọi người ở đó. Đúng là vui thôi, đừng vui quá. Vui quá nó ố rẻ. Cờ hải tặc là tượng trưng cho danh dự của băng hải tặc đó. Cho dù là chính diện hay phản diện, là fanboy số 1 của thằng Main, thì sau bước này chắc xanh lại có cơ hội kết nạp thêm thành viên vào hội quyết tật của mình. Không biết năng lực của Bartolomeo dùng một tay hay là thay thế bắt chéo ngón tay thành bắt chéo ngón chân có được không đây anh em nhỉ? Chi tiết về xanh cũng không dừng lại ở đó, mà xanh còn nói rằng đã đến lúc đi tìm One Piece. Ngoài dâu trắng ra thì có vẻ như tất cả các tứ hoàng đều có mục tiêu là One Piece và trở thành vua hải tặc. Ở đây có anh em nào tin xanh là chùm cuối thì cho mình xin nhẹ một cánh tay nhé. Chi tiết cuối cùng mà cũng khá quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến tiêu đề, đó là về Sabo. Tin tức nói rằng Sabo đã giết vua Cobra của vương quốc Alabasta, tức là cha của công chúa Vivi. Tất nhiên đây là tin giả, còn thế lực nào đã ám sát vị vua này vẫn còn là một bí ẩn. Chính phủ thế giới cũng khá nhanh nhẹn khi kiếm lý do nào đó đổ luôn lên đầu của Sabo, cũng chính là gán tội cho quân cách mạng, từ đó làm xấu hình ảnh của quân cách mạng trong lòng dân chúng. Quan trọng hơn là Sabo và các thủ lĩnh đã giải cứu thành công Kuma. Có lẽ họ chỉ chạm trán, đánh nhanh rút gọn để cứu người, chứ không dại gì mà quyết đấu với hai đô đốc là Fujitora và Ryokiru cả. Thông tin thêm cũng nói rằng Sabo được gọi là Hỏa Đế. Đây là chiêu thức mà trước đây Ace đã dùng để đối đầu với dâu đen. Có lẽ nó đã được nâng cấp khi năng lực này trong tay của Sabo bằng cách kết hợp nó với haki cấp cao của mình chẳng hạn. Tin tức cuối cùng đó là Akainu đang nói chuyện với một nhân vật mới là phó đô đốc Kurouma, biệt danh ngựa đen. Hết chó đỏ, khỉ vàng, bò lục, chim chỉ xanh, hổ tím, bây giờ đến ngựa đen. Thật ra băng Kaido chỉ là băng bách thú fake, băng Ryu 12 con giáp phiên bản 7 sắc cầu vồng chính là băng hải quân anh em ạ. Nhóm của Luffy và truy nã của các thành viên không được nhắc tới. Kết thúc chương, tuần sau vẫn có chuyện. Bản phân tích chính thức chương 1054 sẽ có trên kênh của mình vào tối thứ năm tuần này. Liệu đô đốc bò lục sẽ té hay ở lại sống chết tại Wano khi mà Yamato là thần hộ mệnh của Wano? Số phận của Bato lồng mề sẽ ra sao? Sanks muốn gặp Luffy tại thời điểm này có chuyện gì? Hãy bấm đăng ký kênh của mình để được cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu anh em thấy video của mình hay thì hãy nhanh chóng gia nhập băng hải tặc Oan Mồm bằng cách để lại một like, một subscribe và đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé.